Hello anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Alpha Computer. Anh em nhìn cái vỏ hộp màu bạc như này thật ra nhìn cái thiết kế là biết là CPU Intel Core i9 rồi. Năm nay thì theo như mình đánh giá thì Intel đã tối ưu khá nhiều liên quan đến cách đóng hộp của sản phẩm. Với cái dòng i9 đầu tiên là 9900K, chúng ta có vỏ hộp rất đẹp và càng về sau vỏ hộp càng đơn giản hơn. Thì với dòng 12000 thì là vỏ màu vàng, còn bây giờ chúng ta sẽ có màu bạc, thật ra gọi là bạch kim cũng được, nghe nó sang hơn. Thì đây, vỏ hộp nó nhỏ này, tức là Intel đang tối ưu hóa cái dây chuyền sản xuất, tối ưu hóa được cái vấn đề đóng hộp thì mức giá sản phẩm cũng sẽ tốt hơn. Còn tốt nào thì anh em xem trên trang chủ của Alpha là anh em biết được, là dòng 12 với 13 năm nay khá tốt. Rồi, chúng ta quay trở lại vấn đề đi. Intel Core i9 13900K, chúng ta đã có cái lượng nhân nhiều hơn rất nhiều rồi. Nhiều hơn ở đây là như nào? Năm ngoái thì với dòng 12900, chúng ta sẽ có 8 nhân P Core và 8 nhân E Core, tức là 8 nhân hiệu suất cao và 8 nhân hiệu suất. Thì năm nay thì cái lượng nhân hiệu suất cao vẫn được giữ nguyên là 8 nhân. Tuy nhiên, cái lượng nhân hiệu suất, tức là cái E Core đấy, sẽ được cải tiến hơn nhiều. Chúng ta đã có lượng nhân nhiều hơn gấp đôi, thì nâng cái tổng số nhân của CPU lên 24 nhân và 32 luồng xử lý. Vậy thì cái câu chuyện nâng nhiều nhân như vậy thì có điểm gì mà chúng ta cần phải quan tâm? Thứ nhất là cái hiệu năng của sản phẩm sẽ cao hơn rất nhiều, kể cả cái việc P Core vẫn được giữ nguyên. Tuy nhiên, cái xung nhịp đơn nhân của CPU được cải tiến lên thì rõ ràng cái hiệu năng của CPU cũng được cao hơn. Cụ thể là Intel cũng đã có công bố là cái IPC đã được cải tiến lên rồi. Và cái IPC đấy sẽ đóng vai trò như nào? Đóng vai trò là thể hiện được cái mức FPS game mà anh em chơi game, tức là cái đơn nhân càng mạnh thì cái FPS khi chơi game của anh em càng cao. Thì với dòng i9 thì chúng ta không thể phủ nhận được cái yếu tố đấy. Còn một yếu tố nữa liên quan đến đa nhân thì mình cũng đã có chấm điểm bằng Silverbench R23, thì cái điểm đa nhân của CPU là rơi khoảng chừng từ 37 đến 38.000 điểm. Đấy là Silverbench R23 multi-core nhá. Còn single core thì vẫn cao như thường lệ. Cái này thì chúng ta không thể nào có thể phủ nhận được Intel làm quá tốt vấn đề đơn nhân. Thì khi mà cái yếu tố lượng nhân được đẩy lên cao này thì sẽ phát sinh ra một yếu tố nữa, đó là về phần nhiệt độ của sản phẩm, kèm theo là cái điện năng CPU tiêu thụ là bao nhiêu. Ở trước khi CPU Intel Gen 13 ra mắt thì đã có rất nhiều tin đồn nói rằng là CPU có thể ăn đến 400W điện. Tuy nhiên thì cái thông tin này khi mà mang về Việt Nam ấy, một số người ta dịch lại, người ta không ghi rõ ràng cái 420W đấy, mình nói vui vui là 420W đấy, thì cho dù có đạt được đi nhưng nó chỉ đạt ở trong tích tắc thôi, tức là không phải không mấy giây ấy, thì cái đấy sẽ không đóng bất kỳ một cái vai trò gì mà anh em cần phải quan tâm. Cái điều mà chúng ta cần quan tâm ở đây là cái giá trị PL1, PL2 là bao nhiêu và cách sử dụng là như nào. Thì với Intel thì cái PL1 sẽ bằng PL2, thì cái PL1 anh em có thể nhìn thấy là TDP. Thì với những cái dòng trước thì anh em có thể search trên trang chủ là có thể thấy được chúng ta có CPU 125W, 175W, nói chung rất nhiều. Tuy nhiên thì với dòng 12 năm ngoái thì một số người bảo là kêu nóng bởi vì họ trích điện cho CPU ăn nhiều, trong khi chính xác CPU chỉ tiêu thụ là 241-280W. Thì năm nay với dòng 13 thì cũng như vậy, chúng ta sẽ có cả ba cái setup. Thông thường thì những cái hãng làm bom máy chủ đã giới hạn luôn, thì với CPU Intel Core i9 13900K thì chúng ta sẽ có ba cái setup. Đầu tiên thì anh em có thể để là 253W, tiếp theo là 280W, và cuối cùng chúng ta sẽ để vô hạn, tức là mức 4096W. Vậy thì ba cái mức này sẽ có ba cách hoạt động khác nhau. Thứ nhất, mình sẽ nói về cái mức 253W. Thì đây là cái mức mà gần như chúng ta có thể sử dụng hầu hết những cái hệ thống tạo nhiệt nước All-in-One, kể cả RAT 240 vẫn có thể đáp ứng được với mọi nhu cầu sử dụng của anh em. Thì với 253W, cái câu chuyện khi mà chúng ta chơi game thì cái nhiệt độ của CPU sẽ là rất mát mẻ nếu chúng ta sử dụng tản nhiệt xịn, còn sử dụng tản bình thường tản 240 thôi thì mình đã có test được, thì nhiệt độ CPU khoảng chừng là 70 độ C. Thì khi mình test ở trên cái Silverbench R23 thì cái nhiệt độ của CPU tỏa ra là khoảng 90 độ C, khoảng loanh quanh khoảng là 93-94 độ C. Còn cái điểm hiệu năng sẽ là khoảng 33.000 điểm, 33-34, tức là hiệu năng của CPU giảm đi. Tuy nhiên, cái nhiệt độ của chúng ta khi mà giảm đi vậy là rất tốt. Thế nên anh em có thể cân nhắc cái mức 253W nếu như chúng ta sử dụng hệ thống tản nhiệt bình thường và cái nhu cầu sử dụng không lúc nào cũng phải phun nhân. Bởi vì đôi khi chúng ta mua Intel Core i9 chỉ vì cái đơn nhân của họ thôi, không phải lúc nào chúng ta sử dụng đa nhân, nên anh em có thể cân nhắc cái yếu tố đấy. Tiếp theo là cái setup về khoảng 288W. Thì cái setup này thì sẽ đảm bảo được cái yếu tố là chúng ta sẽ có thể chạy được max tất cả những nhân của CPU, những cái xung nhịp về đơn nhân, đa nhân hay là P Core, E Core thì đều có thể max được ở mức 288W. Thì với cái mức 288W, anh em có thể nhìn thấy cái hiệu năng chấm bằng Silverbench R23 vẫn sẽ tương tự khi mà chúng ta mở Unlimited. Thì cái mức điểm của CPU mình chấm được trên Silverbench R23 là khoảng từ 37 đến 38.000 điểm. Cái yếu tố này anh em cần phải lưu ý nhé. Cái việc chúng ta tối ưu lại CPU với việc mở CPU gọi là vô tội vạ ấy,
cả hiệu năng thậm chí không chênh lệch nhau, chênh lệch 1-2%, nhiều lắm thì khoảng 4%, trong khi đó cái mức nhiệt tỏa ra là lớn hơn rất nhiều. Thì ở đây mình test được cái mức nhiệt độ tỏa ra của CPU chỉ khoảng cao nhất nhá là 96 độ C. Đây là mình đã test bằng stress test luôn bằng Siemens RI3, tức là khá sát thực tế mà khi chúng ta sử dụng. Và ở đây mình sử dụng hệ thống tản nhiệt, đó là một tản nhiệt nước đến từ Corsair, đấy, All-in-One Draft 360. Thì khi mà mình mở ra 288W như vậy, cái câu chuyện mà chúng ta có thể nhìn thấy được ở đây là gì? Là cái hiệu năng của CPU vẫn như thế này, không thay đổi nhiều này. Tiếp theo nữa là chúng ta vẫn có được một cái trải nghiệm là rất tốt. Tuy nhiên thì mình cũng đã có mở thêm một phát nữa, tức là mình mở Unlimited luôn khi mình để giá trị PL1 bằng PL2 và bằng 4096W. Có một điều mà anh em thấy được là khi mà mình mở cái giá trị của CPU là vô hạn ấy, thì cái nhiệt độ của CPU là khoảng hơn 100 độ C, khoảng 111 độ C và cái điện năng tiêu thụ của sản phẩm là khoảng từ 300 đến 350W. Tất nhiên thì đây sẽ là tùy từng mẫu main, nhưng trung bình sẽ khoảng từ 300 đến khoảng 330-350, nó sẽ ở trong cái mức đấy. Và nếu như anh em nào mà sử dụng ấy, đến cái mức độ như vậy ấy, thì lời khuyên của mình chắc chắn sẽ là anh em phải đầu tư hệ thống tản nhiệt phải là cao cấp hoặc là sử dụng tản nhiệt nước custom, thì lúc đấy phải an tâm về nhiệt độ với nhiệt thủ thôi. Còn anh em sử dụng thông thường thì chắc chắn chúng ta sẽ nên lựa chọn những cái setup về khoảng chừng giới hạn đi. Nếu mà main không khó quá mà anh em không tìm được thì anh em có thể để giới hạn tròn là 300W, hoặc là có setup sẵn thì chúng ta nên để là khoảng 288W. Thì cái lúc này chúng ta sẽ có được thấy được ấy là hiệu năng của CPU vẫn thế nhá, cùng chênh lệch nhau khoảng vài phần trăm nhỏ nhỏ thôi, mình không tính tiền. Thì cái nhiệt độ của CPU mát mẻ hơn này, và chúng ta có thể đảm bảo được rằng là kể cả nhiệt thủ có nhìn thấy cũng phải bảo là Zen 13 năm nay mát đấy, CPU nhiều nhân hơn này, điện chỉ ăn thêm có một chút, và chúng ta sẽ vẫn đảm bảo được là chúng ta có trải nghiệm nó khác biệt khi so với thế hệ thứ 12. Nếu như anh em nào có câu hỏi liên quan đến dòng Zen 13, cứ để lại ở dưới bình luận video nhé, mình sẽ giải thích dành cho anh em chi tiết. Và nếu anh em nào mà cảm thấy cần một bài viết nó dài hơn, có thể lên website của alphapc.com.vn, thì ở trên đấy có rất nhiều bài viết của anh Cam Sinh Tiến để anh em có thể tham khảo nhé. Gặp lại anh em trong video sau.